Uh, sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể một cái trường hợp mà là khi uh, nhập khẩu hàng hóa như sau. Thứ nhất, khi mua hàng hàng hóa nhập khẩu. Thế thì cái, gì? cái uh, hàng này ấy, là nó phát sinh 8300 uh, euro. Đấy và tính ra trên tờ khai hải quan quan là 218 triệu Việt Nam Đồng à, chi phí tính thuế là như thế này là số này luôn và cái thuế giá trị gia tăng là hai trăm 00 tám đấy việt nam đồng đây là khi nhập các bạn nhé thế thì ở đây tôi sẽ thực hiện một cái bút toán nhập như sau chúng ta chọn cái chuột phải chọn thêm mới một chứng từ ở đây chúng ta có một cái thuật toán nữa là chúng ta phải uh, chia ngược cái uh, cái số này ra để ra được cái tỷ giá vì trên thực hai thuế uh, trên thực hai hải quan này tôi không thấy người ta ghi ra cái uh, uh, cái giá trị uh, tỷ giá là bao nhiêu thế thì ở đây cái tỷ giá này chúng ta căn cứ vào cái tỷ giá này để chúng ta nhập vào phần mềm nhé. ở đây chúng ta khi nhập mua hàng chúng ta chọn đã nhận hóa đơn uh, chọn mua hàng nhập khẩu Thế thì mọi thông tin là kê theo cái tờ khai thuế hải quan các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn một đơn vị như là ví dụ như công ty uh, Hải Nam chẳng hạn. Thôi ví dụ cái ông này là ông ở nước ngoài nhé. Đây là vì tôi không <laughs> không cụ thể cho một cái đơn vị nào thành ra tôi lấy ví dụ một cái đơn vị nhưng mà cái đơn vị này là nó ở ngoài nó nhập cho chúng ta và ta theo dõi công nợ của đối tượng này chúng ta sẽ uh, nhập như sau ở đây chúng ta chọn cái đồng tiền là euro ở đây chúng ta đánh vào cái tỷ giá này là 26262650602 262650602 Thì ở đây cái mã hàng là ví dụ như tôi mua cái hàng hóa H2 này đi nhé. Ở đây các bạn ghi số lượng một cái đơn giá là 8300 Thế thì cái tiền quy đổi ở đây nó sẽ làm tròn ở đây Chúng ta sẽ đánh lại là à, Đấy, thế thì cái tiền quy đổi này nó cụ thể như thế các bạn nhé Thế thì bây giờ cái thuế giá trị gia tăng như thế nào Cái hóa đơn ấy là 10% Ở đây chúng ta tài khoản thuế Chúng ta chọn tài khoản thuế nhập khẩu Loại hóa đơn, mọi thông tin liên quan đến vấn đề này Số hóa đơn nhập theo pin của tờ khai hải quan nhé Ở đây nhóm hàng hóa dịch vụ là hàng hóa được khấu trừ chọn như thế à, Cái thuế hải quan ấy Cái thuế ở đây thì chúng ta lưu ý là cái phần thuế này này à, Nó là cái thuế được khấu trừ Thành ra chúng ta hạch toán vào đây là cái tài khoản 133 à, 1 hai là tài khoản thuế giá trị gia tăng được được khấu trừ đây phải tiền hàng là đơn giá vốn là 218 triệu nhá à đấy Thế thì các bạn tính thì quy đổi nhưng mà cụ thể như thế này nếu có thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta tích vào đây thì nó sẽ hiện lên cái thuế tiêu thụ đặc biệt cho các bạn thế thì đảm bảo một cái việc rằng đấy là trên cái chứng từ này chỉ có cái phần tiền hàng này các bạn nhé chỉ có cái phần tiền hàng này nó sẽ đưa vào công nợ của cái đối tượng này còn cái tiền thuế thì nó sẽ cụ thể cho các bạn ở chỗ này ở cái chỗ là cái tài khoản thuế này nó sẽ cái phần thuế này nó sẽ được hạch toán khấu trừ giữa hai cái tài khoản này với nhau và không liên quan gì đến công nợ thế thì khi chúng ta xem sổ công nợ nó chỉ có hiện lên cái này chỉ có chừng này thôi cái này là chính xác các bạn nhé rồi sau khi chúng ta làm xong cái chứng từ mua hàng thì đến cái phần thanh toán tôi nói luôn ở đây cái phần thanh toán chúng ta chuyển tiền thanh toán cho khách hàng thế thì nó cụ thể một cái trường hợp như này à, bao gồm các cái, cái khi thanh toán à, tiền cho nhà cung cấp nó xảy ra các trường hợp này thứ nhất là à, khi thanh toán ấy toán chỉ phải thanh toán theo tỷ giá của ngân hàng Rồi ok Lúc này chúng ta chỉ còn trả có hai, Chỉ phải Trả Theo tiền Việt nhé Việt Nam đồng là 215 triệu Vậy là nó sẽ còn tranh lệch Lãi 3 triệu Cái phần này là chúng ta được hưởng à, Lãi tranh lệch Lệch tỷ giá là 3 triệu thì nó mới ra được 218 triệu đúng không các bạn thế thì à, cái phần này như nào tiếp theo là phí chuyển tiền rồi phí chuyển tiền à, cụ thể trong cái phần này là cái nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước nước cái này chúng ta cũng hạch toán cái này tí nữa tôi sẽ giải thích sau nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước là hai mười một triệu tám không 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 rồi cái phần này thì có cái phí chuyển tiền là 20.000 20.000 là phí chuyển tiền của cái khoản tiền nộp thuế vào nhà nước để nộp thuế cho nhà nước này rồi, tiếp theo là các cái phí như là phí à, cái, phí, à, vận à, cái phí vận chuyển. thanh toán cái thi phí vận chuyển chuyển phát nhanh ấy, cái phí chuyển phát nhanh. Và cái à, cộng với cái dịch vụ. Hải quan. à, cái cách định khoản như thế này của chúng ta như thế này nhá cái phần này này à đây là hạch toán này toán này các bạn nhìn nhé hạch toán ở đây là ghi nợ tài khoản nợ tài khoản 156 là 218 triệu rồi chỗ này tách ra cái cho nó dễ nhìn à, nợ tài khoản Đây phần này là cụ thể có tài khoản. Có tài khoản đi, tài khoản 331 à nó bằng số tiền này đúng không? À, cụ thể nhá. Rồi nợ tiếp. Nợ tài khoản nhá. À 133 12 là 218 00.000 00. à có tài khoản 3331221.800 Chỗ này các bạn lưu ý cho tôi là rất rõ ràng nhé. Ở đây là phần công nợ này. Phần này là phần công nợ này. Phần này là phần thuế này, được khấu trừ này. Rồi, thế thì các cái khoản phí dưới này toán thế nào? Đầu tiên là cái trả tiền cái phần 215 triệu này và 3 triệu này nó phải được cộng lại để bù trừ cho cái tài khoản 331 này phải đủ thế này thì nó mới hết công nợ vậy cái phần này chúng ta hạch toán vào như nào chúng ta hạch toán là nợ tài khoản 331 ở đây là 218.00.00 à, có tài khoản à, 1122 à, đây là tiền gửi ngân hàng các bạn nhé rồi có tài khoản đây là à, cái phần này là có tài khoản à đây nợ tiếp một tài, nợ tiếp nữa đây nợ đây 215 triệu nợ tranh lệch này là tranh lệch lãi đúng không các bạn đây 218 triệu rồi ok quên mất rồi. chỗ này là là tranh lệch lãi ở đây là 215 triệu và ở đây là có tài khoản 5, 1, 5. Đây là 3 triệu. Rồi, tiếp theo, định khoản ở chỗ này nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng thời phí chuyển tiền trường này. Ghi nợ tài khoản. Nợ tài khoản à, 3331, 2. À, 21 800.000 nợ tài khoản 635 nợ tài khoản 635 là à, 20.000 đấy ở đây rất rõ ràng cho các bạn không nhầm lẫn nhé ở đây 20.000 cách như thế này rất dễ có tài khoản 1122 à, ở đây là 21.820.00 <laughs> rồi còn một cái phần nữa là cái phần à, uh, chi phí chuyển phát nhanh nhanh uh, cộng với cái dịch vụ hải quan thì ở cái này thì nó rõ ràng rồi chúng ta có thuế thì chúng ta hạch toán thuế không có thì thôi nhá ở đây là gì ở đây là cái phí này tôi cứ cho là ví dụ như nó là 8 triệu chúng ta ghi nợ tài khoản à, 6428 chẳng hạn đấy hoặc là 6425 là phí các khoản phí lệ phí là, là 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 8 triệu rồi, do cái này nó không tách được cụ thể là cái phí chuyển rất nhanh hay là dịch vụ hải quan mỗi cái bao nhiêu tiền có tài khoản 1122 thế thì ở đây cái phần mấy cái phần này thì các bạn biết này trong cái trường hợp thanh toán cái tiền hàng này là bằng cái tài khoản tiền đô nhưng mà ngân hàng những cái phần này còn lại lại ngân hàng này thanh toán cho mình bằng tài khoản tiền Việt thì chúng ta sẽ tách cái này ra một chứng từ nhé. Còn cái phí chuyển phát nhanh này nếu mà có trường hợp đặc biệt chứng từ làm riêng một ng ngân hàng làm riêng một chứng từ thì các bạn sẽ tách riêng cái phần này ra một chứng từ để kê thuế. Thế thì ở đây các bạn sẽ hiểu đơn giản rằng nếu chúng ta hạch toán như thế này chúng ta có thể hoàn toàn có thể hạch toán trên một chứng từ. Nếu như sử dụng cái tiền đô ở đây chúng ta sẽ có một cái cách tính để làm sao tính ngược làm sao mà chia ngược lại cái uh, tiền để ra được cái uh, tỷ giá tại thời điểm ngân hàng thanh toán đấy là 2599 nhìn cao các bạn thấy không chúng ta sẽ hạch toán này đối tượng là công ty Hải Nam đúng không ở nước ngoài công ty Hai Nam đấy Hai Nam mà công ty nước ngoài đúng không chúng ta chọn đây đồng euro

thành bao nhiêu đô 8.300 đô đúng không số tiền quy đổi lẽ là 215 triệu rồi Ok tiếp theo là phần thuế giá à đây là tranh lệch tỷ giá rồi ở đây là ghi nợ tài khoản 112 à tranh lệch tỷ giá này là các bạn biết 331 nhé Nó phải cộng đủ vào để À, lãi tiền gửi cho vay tranh lệch tỷ giá tranh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ ok nếu ở đây chúng ta cần thì chúng ta sẽ phải quy đổi nó ra thành tiền đô nếu mà trừ từ tài khoản tiền đô tại vì tiền đô chúng ta sẽ phải cân đối cuối kỳ ở cái tài khoản ngân hàng vậy bắt buộc chúng ta phải cân đối nó để chúng ta quy đổi ra ở đây là 3 triệu chúng ta chia cho à, 2 năm 45. Ở đây các bạn sẽ ra được 115 115,8139 115,8140 Ở đây sẽ ra lẻ mất một đồng Chúng ta xóa đi Chúng ta đánh lại là 3 triệu Rồi ok Tiếp theo Phần tranh lệch tỷ giá này sẽ không giảm trừ tài khoản ngân hàng Mà chúng ta hạch toán ở trong này luôn Thế nhưng mà nó thực tế nó sẽ đưa vào tài khoản 511 Là cái lãi hoạt động tài chính của chúng ta tiếp theo phần gì nữa nếu mà chung như thế này thì chúng ta sẽ phải toán rất cụ thể những cái khoản này rồi ok phần nộp tiền thuế đây nộp tiền thuế cho nhà nước đây, nhà nước phải viết hoa các bạn nhé rồi ở đây nộp tiền thuế cho nhà nước thì chúng ta lại ở đây là có nợ <laughs> 33312 và có 1122

5814 cái này nó nó cụ thể các bạn nha, nó ra đúng số tiền đấy các bạn. Thế cái đối tượng ở đây lúc nãy là không phải là mà là đối tượng lúc này là công ty mình nhá, không phải là cái đối tượng này là không phải là cái công ty này nữa. À, chúng ta chọn tiếp này, cái phần tiếp theo là phần gì? À, phí chuyển tiền. Rồi ok, đây là phí chuyển tiền này tiền là 20.000 ở đây đưa vào 635 635 chi phí tài chính khác đấy ở đây là 20.000 20.000 chúng ta chia ra này là 20 à, chia 25 903,6145 ở đây là 077 077 07721 7721 Các bạn thấy ra 20.000 chưa Tiếp theo này Phí Chuyển phát nhanh à, Cộng với phí Dịch vụ hải quan Đấy mấy cái chi phí này chúng ta cho vào 642 hết đi nhá. Ở đây chúng ta quy đổi một tí nữa là 8 triệu đúng không 8 triệu chúng ta chia cho hai năm chín có vẻ làm tí mà đã thuộc rồi. 80 à 308 8372 tám tám ba ấy ra 8 triệu tiền này thế thì như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ à, sẽ làm cái à, bình thường đấy chúng ta nếu trường hợp này có thêm cái phần này cái phần này là có ông này ông có thuế giá trị gia tăng Thế thì chúng ta sẽ kê thuế vào đây à, phần à, thuế giá trị gia tăng à, chuyển phát nhanh ở đây tài khoản thuế 133 rồi Ok đúng không thuế 10% giá tính thuế là 8 triệu ở đây là à, đâu cái này bỏ đi chúng ta chỉ có tiền việt thôi nhá ở đây cái tiền thuế nhưng mà nếu mà chỗ này mà quy đổi ra mà lại chúng ta lại phải tính ra cả tiền thuế nữa thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải sẽ phải để ý là cái phần này nó sẽ hạch toán này nhá hạch toán vào cái có vào tài khoản 112 đấy thế ở đây giá tính thuế là 8 triệu ở à, 8 triệu bên này là bao nhiêu 8 triệu là 3088372 À, giá tính thuế là 308,8372 ở đây giá tính thuế là 8 triệu tiền thuế chừng này tiền thuế cái đổi là 8 không chúng ta đánh lại tiền thuế à, loại hóa đơn này à, giá trị gia tăng số hóa đơn thì số hóa đơn trong nước rồi nó dễ đúng không chúng ta đánh vào đầy đủ cụ thể như này là một cái chứng từ đã xong trên cái phần mà phần thuế giá trị gia tăng đấy À, với hàng nhập khẩu và khi thanh toán thì chúng ta nhìn thấy nó rất là cụ thể Các bạn làm một chứng từ thế này được tất cả sau khi chúng ta lưu xong thì chúng ta nhìn thấy nếu chúng ta in cái chứng từ ủy nhiệm chi của Vietcombank thì nó sẽ trừ cái khoản trên là chỉ giá này là 115 đô ra thế là có nghĩa là nó sẽ còn 9 ở đây là 94 bao nhiêu tiền đấy tiền đô ấy chứ không phải là tổng cả 9 năm này. À, đây nó tổng lại tất cả những cái này đều được thanh toán. Như vậy có thể chúng ta sẽ phải hạch toán cái tranh lệch tỷ giá này ra một nơi khác để nó đảm bảo cái việc cái ủy nhiệm chi nó chính xác. Vì thực tế trong cái ủy nhiệm chi về nguyên lý của nó ấy, thì nó chỉ được hạch toán có vào tài khoản 112 thôi chứ nó không thể lẫn vào đây được. Nên ở đây là chúng ta nếu chúng ta hạch toán thế này, chúng ta chỉ là hình thức tận dụng để hạch toán về cái phần tranh lệch tỷ giá này thì chúng ta có thể hạch toán vào bằng cái chứng từ này, cái chứng từ là cái chứng từ uh, chung này. này Đấy, nó sẽ sử dụng cái này, chúng ta đấy. À, đây là tất cả những cái mà chúng ta làm ví dụ thôi. Hạch toán tranh lệch tỷ giá tỷ giá thanh toán đấy ví dụ như thế nhá ở đây các bạn nếu mà thế này các bạn đánh vào đây tài khoản ngân hàng là Vietcombank hạn ví dụ ở đây là 331 à, và cái phần này chúng ta hạch toán riêng thì nó vẫn cộng vào cũng nợ cho các bạn thôi 5152 ở đây số tiền là số tiền là chênh lệch tỷ giá là 3 triệu đúng không Thế thì đối tượng nợ ở đây chúng ta chọn đúng đối tượng là công ty Hải Nam đúng một cái đối tượng đấy thì nó đưa vào công nợ của chúng ta rất là cụ thể nó sẽ cộng vào cái phần này vào 215 triệu nữa thành 218 triệu Thứ bao gồm tranh lệch chỉ giá này thế thì đảm bảo cái việc chính xác khi chúng ta in ra cái ủy nhiệm chi chúng ta nên hạch toán như này còn nếu như mà ủy nhiệm chi các bạn tự viết thì các bạn có thể tận dụng để chúng ta hạch toán vào ở trong này luôn cũng được đấy hạch toán vào trong này luôn <laughs> Đấy, các bạn nên nhìn thấy một cái chất rất là rõ ràng là chúng ta có thể mở rộng này chúng ta nhìn nó dễ hơn đúng không? như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một cái cái chứng từ uh, nhập mua thanh toán uh, bằng tiền đô à bằng tiền euro cho cái trường hợp nhập khẩu hàng hóa các bạn lưu ý xem kỹ để có thể làm được cái chứng từ này nhé